Chào sơ, kính chào quý bà ban chị em. First of all, I would like to introduce you that Father Sam, the parish of Marangaroo. Let us welcome him a round of applause. He's been there for 13 years in Marangaroo parish, and he's a so active priest. He's chaplain for Mercy College. He's chaplain for aged care in Marangaroo parish priest, and a chaplain for student needs, right? Yes. So active. Your old church. The old church, yeah, thank you. Before we are going to celebrate Mass together, let us offer our intentions to the Lord. Chư Sê Nguyễn Văn Mẫn, Chư Sê Phạm Ngọc Toàn, Mara Nguyễn Thị Hải, Mara Lâm Thị Phượng, Cathy Trần, Maria mới qua đời bên Việt Nam, anh chị Thủy Tùng xin Mara Trần Thị Tý và cầu cho gia đình đi về Việt Nam được bằng an và may mắn. Nhân dân Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nguyện xin ơn sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Trước khi chúng ta bước vào thánh lễ, xin Chúa hãy thánh hóa tâm hồn chúng ta để chúng ta có một tâm hồn trong trắng, bình an để đón Đức Chúa vào tâm hồn. Và chúng ta đó là ước nguyện của chúng ta, hy vọng chúng ta, như chúng ta cũng hy vọng mùa vọng sắp tới để chúng ta đón nhận Chúa Giáng sinh vào cuộc đời chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Thiên thần, các thánh và anh chị em thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin thúc đẩy chúng con thêm hăng hái nhiệt thành cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa, để nhờ đó chúng con được Chúa ban ơn trợ lực dồi dào hơn nữa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Trích sách tiên tri Daniel. Trong một thị kiến ban đêm, tôi nhìn thấy có những ngọn gió từ bốn phương trời làm đáy động biển cả. Có bốn con thú khổng lồ khác nhau từ biển đi lên. Con thứ nhất giống như con sư tử cái, mang hai cánh chim phượng. Tôi nhìn nó mãi cho đến khi hai cánh nó bị nhổ đi. Nó cất lên khỏi đất và đứng thẳng hai chân như con người. Nó được ban tặng quả tim loài người. Con thú thứ hai giống như con gấu đứng một bên. Trong miệng nó có ba hàng răng và người ta bảo nó rằng: "Mi hãy trỗi dậy, ăn cho thật nhiều thịt." Kế đó, tôi nhìn xem và đây, con thú thứ ba giống như con beo.
Trên mình nó có bốn cánh như con chim, và nó có bốn đầu. Nó được ban tặng một thứ quyền năng. Sau đó, trong một thị kiến ban đêm, tôi thấy con thú thứ tư dữ tợn lạ lùng và mạnh mẽ. Nó có nanh sắt to lớn. Nó đang cắn nuốt nhai xé, và những gì còn sót lại thì nó lấy chân giày đạp. Nó khác hẳn những con thú tôi đã trông thấy trước. Nó có 10 sừng. Tôi nhìn các sừng của nó, thì kìa một cái sừng nhỏ khác mọc lên giữa các sừng kia. 3 trong số 10 sừng trước bị nhổ ra trước mắt nó. Trong chiếc sừng nhỏ, có mắt như loài người và có miệng nói những lời trịnh trọng. Tôi chăm chú nhìn mãi cho đến khi đặt xong các tỏa, và vị bộ lão lên ngự trên tòa. Áo người trắng như tuyết, tóc trên đầu người tinh tuyền như lông chiên, tỏa của người như ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Trước mặt người có con sông lửa cuộn chảy như thác. Có hàng ngàn kẻ phụng sự người và muôn muôn vàn kẻ trầu trực người. Người ngự tòa xét xử và các quyển sách đã được mở ra. Tôi nhìn về phía có tiếng ầm ầm từ chiếc sừng ấy phát ra. Tôi thấy con thú đó bị giết. Xác nó bị hủy diệt và bị lửa đốt. Các con thú khác cũng bị tước đoạt hết quyền lực, và thời gian sinh sống của chúng đã được quy định từng thời kỳ này đến thời kỳ kia. Trong một thị kiến ban đêm, tôi ngắm nhìn, và đây tôi nhìn thấy con người đến trong đám mây trên trời. Ngài tiến đến vị bô lão, và người ta dẫn người đến trước mặt vị bô lão. Vì này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc. Tất cả các dân tộc, chi họ và tiếng nói đều phụng sự Ngài. Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất. Vương quốc của Ngài không khi nào bị phá hủy. Đó là lời Chúa. Kính mời cộng đoàn cùng đáp. Hãy ngợi khen và tán ca Chúa tới muôn đời. Chúc tụng Chúa đi, núi non và các ngọn đồi. Hãy ngợi khen và tán ca Chúa tới muôn đời. Chúc tụng Chúa đi, cỏ hoa mọc cõi trần ai. Hãy ngợi chúc tụng Chúa đi, những dòng suối nước. Hãy ngợi khen và tán ca Chúa tới muôn đời. Chúc tụng Chúa đi, biển cả với sông ngòi. Hãy ngợi khen và tán ca Chúa tới muôn đời. Chúc tụng Chúa đi, cá voi và muôn loài lội nước. Chúc tụng Chúa đi, hết mọi giống chim trời. Hãy ngợi khen và tán ca Chúa tới muôn đời. Chúc tụng Chúa đi, mọi thú rừng và gia súc, hãy ngợi khen và tán tạ Chúa muôn đời. Kính mời cộng đoàn cùng đứng. Alleluia, Alleluia. Chúa Phan, người hãy giữ lòng trung thành cho đến chết, thì ta sẽ ban cho người chiều thiên sự sống. Alleluia. Chúa
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ thí dụ này rằng: Các con hãy xem cây vả và mọi thứ cây cối, khi chúng đâm chồi nảy lộc thì các con biết rằng mùa hè đã gần đến. Cũng thế, khi các con xem thấy những sự đó xảy ra thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi cho đến khi mọi sự ấy xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời của Thầy nói sẽ chẳng qua đi. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nghe bài đọc thứ nhất, chúng ta hình dung ra một cảnh vật, một khung cảnh xuất hiện bao nhiêu thú dữ, rồi xuất hiện những vị bố lão, rồi xuất hiện con Thiên Chúa. Đó là cảnh vật của ngày cánh chung, ngày chúng ta gọi là ngày tận thế. Cái mùa vọng là mùa chúng ta mong đợi không những là Thiên Chúa nhập thể, mà chúng ta còn mong đợi ngày cánh chung đến với từng người chúng ta. Và đó không phải là một sự bi quan, bi thảm cho tất cả chúng ta, nhưng nó là một niềm hy vọng, vui mừng vì con Thiên Chúa lại đến một lần nữa. Và chúng ta nhìn thấy tất cả cảnh vật xung quanh, cho dù ngày hay đêm, bóng tối hay sự ác, sự dữ, sự lành, tất cả nó đều biến hóa một cách bình thường. Đó là cuộc sống hàng ngày. Đôi khi chúng ta quên mất. Và cái bài ví dụ hôm nay, Chúa Giêsu nói về cây vả và những cây cối đâm chồi nảy lộc. Chúng ta biết mùa này tới, mùa kia tới, tuần hoàn của vũ trụ, tuần hoàn của thời tiết. Chúng ta dùng khả năng con người, chúng ta đoán, chúng ta tiên liệu đó, và chúng ta biết nó sắp tới. Nhưng ngày cánh chung thì chúng ta không biết giờ nào, lúc nào con người sẽ đến. Và có một người đàn ông vô thần. Ông ta băn khoăn không biết là tôi phải tin cái gì. Không biết tin một điều gì trên thế gian này. Ông ta là vô thần. Ông ta mới đến một nhà hiền triết để xin ý kiến như thế nào. Thì nhà hiền triết mới dẫn ta ra một góc và chỉ anh ta đằng xa xa xa. Anh thấy cái gì không? Và anh ta nói, con thấy một dãy núi hùng vĩ. Rồi khi màn đêm xuống, nhà hiền triết đó cũng dẫn anh ta ra ngoài và cũng vào một chỗ đó và chỉ về hướng đó, anh có thấy gì không? Và người đàn ông đó nói, dạ thưa không, vì màn đêm che khuất. Vậy anh có tin là cái dãy núi đó có hiện hữu hay không? Người ta nói, có. Ngày và đêm nó chỉ bao trùm trong tâm hồn của anh. Anh biết tất cả vạn vật chung quanh nó đều hiện hữu, xoay chuyển một cách tuần hoàn. Và đôi khi chúng ta không nhìn nhận nó hiện hữu trước mắt chúng ta, cho dù nó là ban ngày, cho dù nó là ban đêm, nó vẫn hiện hữu. Nó vẫn đâm chồi nảy lộc, nó vẫn thay đổi thời tiết tuần hoàn, ngày và đêm vẫn đến một cách tuần hoàn như vậy. Tâm trí của anh nó bị che mờ, tại vì anh không tin là cái điều đó nó xảy ra, cho nên anh không tin một vị thần nào hết. Xin Ngài hãy khai trí cho con, hãy về ban ngày, cho dù ban ngày ban đêm, anh hãy nhìn nhận anh hiện hữu trên thế gian này
đều có mục đích là chúng ta sống để làm chứng cho một điều gì đó, đặc biệt là đấng tối cao. Cái ngày cánh chung của chúng ta đến, cho dù ban ngày ban đêm chúng ta không biết. Cây vả nó có đâm chồi nảy lộc như thế nào chúng ta không biết. Thời tiết thay đổi như thế nào, sáng nắng chiều mưa chúng ta không biết. Nhưng cái thực tại, cái ngày tận thế nó sẽ đến. Và cái ngày tận thế đến, chúng ta phải khai tâm, khai trí, cho dù chúng ta là đang sống trong con đường tội lỗi hay con đường thánh thiện. Chúng ta luôn luôn ý thức điều này, là chúng ta phải biết cái ngày đó sẽ đến với mình. Và cái ngày đó đến với mình là tôi phải chấp nhận, tôi không từ chối được. Tôi không nói là khoan khoan, để cho con thần thời gian, để con cảm tỉnh lại tâm hồn của con, để cho con hâm nóng lại đức tin, để con phải tin, để con học hỏi lời Chúa, để cho con càng tin thêm. Không, cái ngày cánh chung nó đến bất thình lình như kẻ trộm. Cho nên cái điều mà anh tin trong lòng là tại vì ban đêm nó xoa mất đi rồi, tâm trí của anh không còn. Chúng ta là những người kẻ tư hữu, chúng ta tin là Thiên Chúa nhập thể đến lần thứ nhất và Ngài sẽ đến lần thứ hai. Và cái ngày đến lần thứ hai như vậy, chúng ta luôn luôn phải sẵn sàng, chúng ta luôn luôn phải tin, và chúng ta luôn luôn chặt cẩn tin lại đời sống của chúng ta. Và chúng ta nhìn về tương lai như một dãy núi nó hiện hữu đó, cho dù màn đêm nó bao phủ, không nhìn thấy, nhưng nó hiện hữu đó. Chính điều này nhắc nhở chúng ta mùa vọng là mùa trông đợi. Mùa hy vọng Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng của chúng ta, trong cái trái đất vạn vật này biến hóa hoàn tuần hoàn, nhưng Ngài đến. Rồi Ngài cũng đến trong cái trái đất này biến hóa tuần hoàn, Ngài vẫn đến. Ngài không đợi nó chậm lại hoặc nó stop lại, Ngài vẫn đến. Ngài không đợi chúng ta phải cảnh tỉnh là ăn năn sám hối, Ngài vẫn đến tại thời giờ của chúng ta đã đến. Cho nên chúng ta phải suy nghĩ một cách cẩn thận và sống một cách yêu thương, sống một cách an bình, không gây hấn, không sân si, không mất yêu thương, tình cảm của con người. Để rồi chúng ta mới cảm thấy được bình an. Này Thiên Chúa đến, này con đây, xin Ngài gọi con. Amen. Xin mời chúng ta đứng lên. I should please raise your hand up on the people. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin Ngài hãy ngự đến trong tâm hồn của chúng con. Chúng con là những người lữ hành trên thế gian này, mang trong tâm hồn những đau thương, mất mát, những tủi hờn, những sân si trong cuộc đời, những bệnh tật, những lo lắng. Nhưng trong thánh lễ hôm nay, xin Ngài thanh hóa và an ủi tâm hồn chúng con, đặc biệt qua bí tích sức dầu, để tâm hồn chúng con được bình an và được chữa lành trong thần khí của Chúa, và được sống yêu thương với nhau như Chúa muốn chúng con yêu thương. Praise the Lord, may God forgive you all your sins, save you, and raise you up. Thank you.
Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện đây, hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, theo lời Chúa dạy, chúng con dâng những lễ vật này để chúc tụng thánh danh. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và giúp chúng con hằng tuân giữ luật Chúa truyền, hầu cũng được trở nên của lễ đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Với lòng yêu mến thiết tha, chúng con ca ngợi người chịu chết. Với đức tin sống động, chúng con tuyên xưng người sống lại. Với niềm cậy trông vững vàng, chúng con trông đợi người đến trong vinh quang. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ này để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity together with Francis, our Pope, Timothy Costello, our Archbishop, John Sproxton, our Auxiliary Bishop, and all the clergy. Remember all our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them all into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God,
the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, in him, in the Almighty God and unity, O Father and glory, forever and ever. Amen. Vâng, lạy Chúa cứu thế, chúng ta theo thể thức người dạy, chúng ta hãy đọc kinh lạy Cha chung với nhau. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cả con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con theo trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc vào ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hàng sông và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa ở cùng tất cả anh chị em. Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi hầu trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi hầu trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng soi hầu trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa vừa cho chúng con được hạnh phúc tham dự vào sự sống của Chúa. Xin giữ lòng thương đến chúng con và đừng để chúng con phải lìa xa Chúa bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Thank you, Father Sam. Thank you, quý ông bà anh chị em. Father Sam, thanks for coming. I just called him this morning, and so because I don't know if Father Sam is coming or not, but we have quite a lot of people for anointing. So I ask you please come his favor and to our community. Thank you very much. He might come for our reconciliation on the 14th of December. Thank you. Xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em. Yeah.